Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục phân tích một bài về ẩn dụ so sánh. Bài này thì cũng lại tiếp tục mình nghĩ không quá khó và nó là một cái dạng bài vô cùng là format luôn, trong khi mà học đọc hiểu của N2 ai cũng sẽ phải đi qua và ai cũng sẽ phải đọc cái bài kiểu kiểu dạng như thế này. Tuy nhiên thì trong bài ngày hôm nay ấy, khi mà mình đọc và mình phân tích ấy, các bạn sẽ cố gắng làm sao để có một cái cách nhìn nó tổng quan và cụ thể hơn khi mà mình thâu tóm hoặc là mình đọc một cái bài đọc. Thì bây giờ cái cách đấy như thế nào thì chúng ta sẽ cùng thử đọc và thực tế nhìn với mình nhé. Thứ nhất là mình sẽ đọc cái nội dung nhé. Amega fureba kasa osasu là khi mà mình nhìn vào một câu thì mình sẽ nhìn cả cụm luôn, đúng không? Là nếu trời mưa thì mình sẽ phải dơ ô hoặc là mình sẽ phải che ô. Kasa ga nakereba furoshiki demo kaburu. Nếu như mà mình không có ô thì đến ngay cả cái tấm vải hoặc là cái tấm khăn vải vuông vuông của Nhật ấy thì mình cũng phải dùng nó để che. Đúng không? Nếu như mà không có ô thì phải dùng cả cái tấm vải để mà che đầu đấy. Sore mo nakereba nureru shika shikata ga nai. Là nếu như mà mình không có nữa, đúng không? Sore ở đây là nếu như mà mình không có cả cái furoshiki nữa thì mình chỉ còn cách là shikata ga nai, là chỉ còn mỗi cái cách là bị ướt thôi. Shika thì nó sẽ đi với nai, là nureru là chỉ còn cái cách là bị ướt thôi. Đấy, thì khi mà mình nhìn vào một cái câu như thế thì mình cứ nhìn theo cụm bằng cái cấu trúc ngữ pháp, đúng không? Thì là sureba này, rồi demo này, rồi scanai này. Đấy, thì mình sẽ nhìn theo cái cụm như thế. Và mình nhớ để ý vào các cái sore này, là các cái nối câu nọ với câu kia ấy. Kiểu thấy sore một phát là mình phải hình dung ra được, à nếu không có cái đấy là không có cái gì nhỉ, thì là phải nhìn ra ngay câu đằng trước là furoshiki. Có là khi mà mình luyện dần như thế thì dần dần cái tốc độ của mình nó sẽ tăng dần lên. Còn không ai có thể đảm bảo rằng là ngay lập tức là mình có thể nhìn được mọi thứ, đúng không? Mà mình cứ phải lên theo cái, mà mình để ý dần dần từ từ rồi tự nhiên nó sẽ thành một cái kỹ năng thôi. Là nếu mà mình không có cả cái furoshiki nữa thì chỉ còn cách là ướt thôi. Như trong cái bài đầu tiên mình đã chia sẻ với các bạn là chúng ta luôn luôn phải nhìn theo cụm này, chúng ta luôn luôn phải nhìn xem là cái câu đấy nó là cái câu gì này, chủ ngữ nó ở đâu này, câu đấy là câu động từ, tính từ hay danh từ này. Sau đó là mình nhìn theo từng cụm mệnh đề danh từ này, đúng không? Thì đấy là lý thuyết. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng vào cái bài này như thế nào. Ame no hi ni kasa ga nai no wa tenki no toki ni yudan shite sono yoi o shinakatta kara da. Thì ở đây đúng áp dụng cấu trúc ngữ pháp này, no wa chủ ngữ. Cái việc mà mình không có ô vào những cái ngày mưa ấy thì là bởi vì rằng là kara da, chủ ngữ rồi đến tìm luôn ở cuối câu là câu động từ, câu danh từ, câu tính từ, đúng không? Thì là cái việc mà mình không có ô vào cái ngày mưa ấy, là bởi vì chúng ta đã yudan shite, chúng ta đã chảnh mảng hoặc là không quan tâm, lơ đãng lơ đễnh, không để ý về thời tiết và không chuẩn bị cho nó. Không chuẩn bị cho nó ở đây chính là không chuẩn bị cho việc có ô, mang ô đi đấy. Ame ni nurete hajimete kasa no hichio shiru. Verb te hajimeru. Te hajimeru ở đây nó cũng là cấu trúc ngữ pháp này. Khi mà mình bị ướt ấy, thì mình mới thấy rằng là sự cần thiết của ô. Hajimete đây là lần đầu tiên bị ướt, hay là khi kể từ sau khi mà mình bị ướt thì mình mới biết được cái sự cần thiết của cái chiếc ô. Động từ của mình ở đây nó là nureru, là ướt. Ní ở đây là bị ướt bởi bị ướt bởi mưa. Động từ của mình nó là nureru, là bị động mà. Còn bình thường nó là nuru. Soste tsugi no ame ni wa narenai yo ni kangaeru. Và mình sẽ nghĩ để sao cho không bị ướt vào cái lần mưa tiếp theo. Ame ga agareba nani o oite mo kasa no yoi o shiyou to kechi suru. Agareru ở đây là động từ, là cái chữ Hán của mình là chữ thượng ấy. Là khi mà tạnh mưa ấy, nếu như mà tạnh mưa ấy thì nani o oite mo, đây là cái điều trước tiên, điều trước nhất, hay là cái điều ưu tiên số 1, là sẽ phải quyết tâm là chuẩn bị một cái chiếc ô. Kore mo yahari jinsei no hitotsu no osie de aru. Và đây cũng là một cái lời dạy về cuộc đời. Yahari ở đây là quả, đúng là đây cũng là một cái lời chỉ dẫn hoặc là một cái lời dạy bảo trong cuộc sống. Thì tất cả cái đoạn ở phía bên trên ở đây nó chính là cái hitotsu no osie de aru, đúng không? Thì là mình sẽ phải nối ngay rằng à, người ta đang nói về việc cái việc mưa đây, cái việc mà quên ô đây,
cái việc mà mình yudan suru với thời tiết đây, với cái việc là mình sẽ phải yoishina kiribanaranai, một cái ô khi mà tạnh mưa đi để mà không bị ướt đây, thì bây giờ cái lời dạy đấy nó như thế nào thì nó sẽ nằm ở bên dưới này là wakarikitta koto nagara yononaka ni wa soshite jinsei ni wa hare no hi mo areba ame no hi mo aru. Cấu trúc ngữ pháp của mình cứ nhìn theo dấu phẩy và mình nhìn theo cấu trúc ngữ pháp, nhìn theo chủ ngữ, nhìn theo động từ là ra hết tất cả mọi thứ trên đời. Nagara đây là mặc dù, đúng không? Cấu trúc ngữ pháp này này, nagara mặc dù, wakarikitta đây là đã biết hết rồi. Mặc dù là đã biết được hết, mặc dù là đã hiểu rất là rõ rồi, nhưng mà niwa thì nó sẽ lại đi với aru. Niwa đi với aru là miêu tả trạng thái của sự vật sự việc, là trong cái cuộc sống hay là trong cái thế giới này thì cũng sẽ có cái ngày nắng thì cũng sẽ có những cái ngày mưa. Gọi là có ngày nắng thì cũng sẽ có những cái ngày mưa, hai cái ngày này là trái ngược nhau, hai cái tính chất đấy là trái ngược nhau. Giống như kiểu là có những cái ngày vui thì cũng có những ngày buồn, có những cái người giàu thì cũng sẽ có những người nghèo. Còn ở đây là có ngày nắng thì cũng sẽ có những ngày mưa. Mô để bảo mô được miêu tả hai cái tính chất trái ngược nhau, có khi nọ có khi kia, và nó sẽ đi với níu á, là trong cái cuộc đời của mình hay là trong cái cuộc sống này, trong cái thế giới này thì sẽ có những cái ngày nắng và có những cái ngày mưa. Cô chô no toki mo areba, chô no toki mo aru, là có những cái lúc vui thì cũng có những cái lúc buồn. Nimo kakawarazu, mặc dù là như vậy, đúng không? Mặc dù là như thế. Hare no hi ga skoshi tsuzuku to tsui ame no hi o wasure gachi ni naru. Khi mà liên tục kéo dài những cái ngày nắng thì rốt cuộc chúng ta lại lỡ thường hay quên đi những cái ngày mưa. Là tsui đây là thể hiện cái điều mà mình không mong muốn, hay còn gọi là mang cái ý nó hơi tiêu cực một chút, là mình lỡ làm cái gì đó hoặc là mình thường hay bị như thế nào đó. Là khi mà tsuzuku là liên tục kéo dài một chút những cái ngày nắng thôi, là mình sẽ thường hay bỏ quên những cái ngày mưa. Kocho no nami ga tsuzuku to tsui yukisugiru yudan suru. Khi mà liên tục những cái ngọn sóng hay là những cái điều tốt đẹp nó xảy đến, đúng không? Nó liên tục, tsuzuku ở đây là liên tục tiếp diễn những cái ngọn sóng của những cái điều tốt, hay còn gọi là những cái điều mà vui vẻ, rồi những cái điều tốt nó đang đến, nó đang kéo đến, thì chúng ta lại lỡ chúng ta chúng thì chúng ta lại lỡ đi quá xa và yudan suru, và mình sẽ chểnh mảng, rồi mình sẽ lơ đễnh và bỏ quên đi những cái phu. Thì ở đây mình sẽ nhìn như sau này, chúng ta sẽ nhìn như sau nhá. Trong khi mà đọc đọc hiểu, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có các cái câu nó tương đồng nhau về mặt cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ như cái câu này là có ngày nắng thì cũng có ngày mưa, có ngày vui thì cũng có những ngày buồn. Mặc dù là như vậy thì khi mà ngày nắng thì quên ngày mưa, và khi mà vui thì quên mất cái ngày buồn, đúng không? Thì hai cái câu này này với cái câu này là ý nghĩa giống nhau, tương đồng như vậy. Cái câu này thì nó cũng giống với cái câu này. Còn cái câu mà cô chô no nami này thì nó cũng giống như là cô chô no toki mo are và phu chô no toki mo aru, thì nó cũng chư yuki sugiru yudan suru, là yudan suru cái gì thì nó chính là yudan suru cái phu chô này này đấy. Thì khi mà mình nhìn ấy thì mình thấy rằng là à, khi mà mình đọc mình đã có một cái căng các cự cảm giác là à, nó đang lặp lại cấu trúc ở đây đây, đúng không? Thì nó đang lặp lại thì chứng tỏ nó đang nói về cùng một ý giống nhau đây. Thì là mình sẽ liên kết so sánh với nhau là cái câu ngày nắng ngày mưa nó tương đồng với cái ngày nắng ngày mưa trên này. Còn đây nó là ngày vui và ngày buồn thì nó cũng tương đồng với cái ngày vui ngày buồn ở dưới này. Thì cái yudan suru ở đây nó chính là fucho o yudan suru, đúng không? Và đây cũng là một cái sugata, là một trong những cái hình dáng, một trong những cái hình ảnh của cuộc đời con người. Phải không nào, đúng không? Đế đồ cả, phải chăng đây cũng chính là một cái hình ảnh của cuộc đời con người? Thì chúng ta sẽ nhìn cái nội dung phù hợp nhất của cái đoạn văn này là gì. Câu 1 là gì? Ame no hi ni kasa o motte nai no wa tsui yudan shite shimau kara de aru, là cái lý do no wa thì đi với cả ra đằng sau, nên là cái lý do mà mình không mang ô vào cái ngày mưa là bởi vì chúng ta quên và chúng ta lơ đễnh lơ đãng. Nhưng mà cái ý mà người ta đang muốn nói đến ở đây đó là jinsei no hitotsu no ose, rồi jinsei no hitotsu no sukata, nên là không chỉ đơn thuần nói về việc mưa, về việc ô, nên câu 1 sai. Jinsei ga umaku itte iru toki wa warui toki ni sonaeru kokoro o wasure gachi da. Khi mà mình khi cuộc đời của mình nó đang tốt đẹp thì là chúng ta thường hay quên
cái việc là chuẩn bị khi mà những lúc mà không không tốt đúng không? Thì nó chính là cái ý của cái bài này, đó là cái câu nimo kakawara dự ở đây, khi mà mình nắng thì là mình quên mất ngày mưa, và khi mà mình vui thì là mình lơ đễnh, mình bỏ quên mất là những cái có những cái ngày buồn. Nên là chúng ta thường hay quên cái việc là chuẩn bị cho những cái lúc mà không vui, khi mà mình đang rất là suôn sẻ. Câu 3 là gì? Hito wa ame ga agaru to itsumo tsui kasa o doko ka ni wasurete kite shimau. Thì cái này nó vẫn tiếp tục, không chỉ đơn thuần là nói về cái việc mang ô hay trời mưa, mà nó nói về cuộc đời của con người, về cái osie, nên là câu này sai rồi nhá. Câu 4 là gì? Jinsei ga okocho na toki wa hare no hi ga tsuzuku no de kasa o junbi shite oku hichyou wa nai. Là vì khi mà cuộc đời của mình nó okocho, là nó thuận lợi, thì là những cái ngày nắng nó đang tiếp diễn, vì vậy cho nên là chúng ta không cần thiết phải phải chuẩn bị ô, thì là sai. Cái đoạn mà hitsuo anai là sai, mà người ta đang nói là chúng ta đang lơ đễnh lơ đãng và quên mất cái việc đấy, nên là cái đoạn mà hitsuo anai ở đây là bị sai rồi, nên đáp án của mình nó chỉ là hai thôi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại là cái cách mà mình đọc một cái bài văn nó như thế nào. Thì khi mà nhìn ý, khi mà mới bắt đầu học tiếng Nhật hoặc là đọc hiểu ý, chúng ta thường hay có một cái tật, đó là chúng ta hay nhìn focus quá nhiều vào tiểu tiết, mà chúng ta không có một cái mindset là nhìn cho nó rộng và thoáng ra, bằng cái cách là sau khi mà chúng ta đọc một cái bài đọc thì chúng ta sẽ nhìn vào cái gì ạ? Ví dụ các bạn có thể nhìn vào các cái chữ đỏ đỏ này đây, thì là chúng ta sẽ có một cái cách nhìn nó rộng ra, nó tổng thể ra. Các cái cụm cấu trúc ngữ pháp, nhìn vào các cái phần đỏ đỏ này, thì khi mà mình đọc lướt lại một lần rồi, đến lần thứ hai là mình đọc ấy, là mình sẽ phải nhìn ra các cái cụm đấy đầu tiên, đúng không? Khi mà nhìn phát là mình sẽ phải wakarikitakutonagara, mặc dù thế nọ thì ní quá, trong cái cuộc đời thì sẽ có cái nọ cái kia đấy, nhìn cụm 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 như thế, thì sau này khi mà gặp các cái câu tương tự là mình cũng phải nhìn ra được cái cụm đấy. Sau đó là mình mới nhìn vào các cái tiểu tiết, là các cái cụm danh từ nào là hare no hi, rồi ame no hi này, nó chỉ là cái tiểu tiết thôi nha, nó chỉ là các cái chi tiết thôi nha. Cái chính của mình là mình phải nhìn ra được cái khung trước. Sau khi nhìn ra được cái khung nhà thì mình mới nhìn vào các cái chi tiết là cái giường, cái bàn, cái ghế. Thì tương tự ở đây nó cũng như vậy. Khi mà các bạn đọc một cái bài đọc xong, mình hãy có một cái thói quen là đọc lại một lần nữa bằng cách nhìn ra được cái khung và nhìn ra được cái tổng thể của cái bài viết đấy. Rồi dần dần nó sẽ giúp cho chúng ta hình thành được cái cách mà overview hoặc là tổng quát cái bài đọc đấy. Rồi sau đó mình hãy đi nhìn vào các cái tiểu tiết là các cái từ vựng. Khi mà đọc dịch N2 hay N1 thì mình luôn luôn có cái cách hướng dẫn kiểu như vậy. Nó sẽ rất là chi tiết, cụ thể mà nó sẽ hơi lâu một tí. Nhưng mà mình phải hình thành cho mình dần cái thói quen đấy. Trong bất kể một bài đọc nào cũng phải nhìn ra được là cái khung. Sau khi mà nhìn ra được cái khung thì mình nhìn vào các cái cụm danh từ hay là mệnh đề danh từ. Sau khi mà nhìn vào các cái cụm và các cái mệnh đề danh từ rồi thì mình mới đi nhìn vào các cái từ vựng, rồi các cái tiểu tiết ở trong cái cụm đấy, để mà hiểu được tổng thể của cái bài đấy. Đấy, thì đấy là cái điều mà mình muốn nói ngày hôm nay. Các cái cấu trúc ở trong cái bài này thì nó rất là dễ thôi, nó không hề khó một chút nào, nhưng mà nó là một cái ví dụ điển hình để cho các bạn hình dung ra được là cho dù bài nào cũng thế, mình cũng phải làm các cái bước tương tự thôi. Thì quay trở lại ôn lại một chút, là trong cái bài này có cái cấu trúc là verb kiru nhá, là cái đoạn này này, là wakari kitta, là hiểu được hết ấy, nắm được hết rồi ấy. Thì bình thường nó có ba cái nghĩa này. Bình thường mình sẽ hiểu là làm hết, làm gì đó hết, trọn vẹn, đầy đủ từ đầu đến cuối, rồi làm xong từ đầu đến cuối, hoàn thành cái việc gì đó với hết sức lực, với hết tâm ý. Còn nếu mà thể phủ định thì nó sẽ là không thể làm hết và không thể hoàn thành được hết. Thì ở đây nó là wakarikitta, là hiểu được hết. Mặc dù là ai cũng hiểu ấy, đúng không? Mặc dù là ai cũng biết cái việc này, ai cũng đã hiểu được hết cái việc này rồi, nhưng mà cuộc đời của chúng ta cũng sẽ có những ngày nắng thì cũng sẽ có những ngày mưa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Buổi sau chúng ta sẽ đến một cái dạng bài khác, đó là dạng câu hỏi tu từ. Dạng bài về Hiyu là dạng so sánh ẩn dụ thì sẽ kết thúc ở đây, chỉ có hai bài thôi. Và mong rằng là sẽ giúp cho các bạn phần nào đấy trong cái quá trình đọc hiểu nhé.